Redno nè, ăn Redno nè, bốn thằng đâu rồi? Kêu gọi đồng đội tới rồi hãy vào nha bạn. Bạn vào bạn chết sớm rất là uổng. À, bạn vào mình chết sớm uống, tụi nó có hai con ở đây thôi. Bây giờ mình chỉ cần dụ cho nó tránh ra để team mình gọi là gây thêm sát thương. Đó nè, nguyên trạc cái là lấy tiền. Lấy tiền, thấy chưa? Khỏe chưa? Rất khỏe luôn nha bạn. À, rất khỏe luôn nha, chứ không phải là dạng thường nhưng mà không toàn rồi. À, cái này hơi căng rồi chứ. Ôi, không giết được con Redno rồi. Mình tới trước mà bị mất con Redno, hơi su. Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Pokemon Unite. Đây, rất nhiều bạn hỏi mình con Zerora này ở lấy trang bị gì. Đây, hôm nay mình sẽ cho bạn một cái trang bị mà mình hay dùng nhất. Đó, ba món trang bị này là ba món trang bị mà phù hợp đối với mình đó nha. Phù hợp với con Zerora này. Con này ở trong game thì bạn cũng có thể chơi 32 trận để nhận được con này miễn phí hoàn toàn nha. Con này thì bạn chơi 32 trận rồi. Nếu bạn đã mua ở trong shop rồi, khi bạn có 32 trận thì nó sẽ trả lại cho bạn. Nó sẽ trả tiền lại cho bạn. Còn không, nếu bạn đã không cần thì bạn chỉ cần chơi đủ 32 trận ở trong game là bạn sẽ nhận được con này. Con này thì là một con speeder. Một con speeder, cho nên con này đặc biệt là thích hợp với vị trí là đi rừng. Đi đường giữa. Một đám Ultra với lại một thằng Master cũng phải đái chứ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi rừng theo cái con này. Combo con này thì cả hai combo đều dùng khá là ok. Nhưng mà theo mình đó nha, theo mình và cách chơi của mình lên đồ như thế này thì bạn nên sử dụng cái combo này. Ở cái combo này một chút nữa mình bạn sẽ thấy được. Combo này nó sẽ phù hợp, đặc biệt là nó sẽ gọi là tận dụng hết cái được cái hiệu ứng của cái Razorlo. Cái Razorlo đó là tăng cái gì? Nó sẽ khi bạn sử dụng một cái kill, cái đòn đánh thường tiếp theo sau khi sử dụng kill á, thì nó sẽ mang thêm một cái lượng sát thương. Cái lượng sát thương này rất là lớn. Và đặc biệt những cái con tay ngắn khi sử dụng kỹ năng xong á, cái đòn đánh thường tiếp theo nó có thể làm giảm tốc độ di chuyển của đối phương. Gọi là tăng tỷ lệ làm chậm đó. Rất là ok luôn. Cho nên khi mà con này đi rừng xong, hoàn thành đường rừng xong thì bạn đi ra ngoài á, thì bạn sẽ gọi là khi đó này giống như tấn công xong nè, đó tấn công một cái bây giờ bạn đánh nó sẽ làm chậm, nó chạy rất chậm ha. Đó, lấy tiền. Nó chạy rất chậm. Đó là cái hay của con này khi bạn sử dụng Razorlo. Còn Focus Band nó sẽ cho bạn vô lượng chống chịu khá phù hợp để thí dụ giống như là bạn vào một cuộc giao tranh thì nếu mà bạn chết nhanh quá đó thì nó khó cho team bạn. Cho nên đặc biệt là những cái bạn mà gọi là nó an toàn giống như mình đó, thì bạn nên lấy một cái Focus Band để mà phù hợp nhất trong những cái trận chiến đó. Thấy chưa, găng đường nào là phải chết đường đó, bỏ 30 banh luôn nè. Quá lời. Bỏ 30 banh này làm cho mình tăng lên gần như là level 7 luôn. Bây giờ mình chỉ cần vô vào nhẹ quái rừng một cái là mình đã lên level 7 rồi. Lên level 7 sao thì mình đi xuống đường dưới, mình găng đường dưới luôn. Đường dưới đang có vẻ như khá là kiểu như là khó khăn đây. Mình xuống đường dưới mình đã có level 7 rồi nha. Mình bảo đảm luôn mình là một trong những level 7 đầu tiên của cái game này. Cái trận này chắc chắn là mình là level 7 đầu tiên luôn. Tại mình ăn một dòng rừng rất hoàn hảo, lên đường trên mình còn giết thêm được hai mạng nữa. Giết thêm hỗ trợ được hai mạng nữa, cho nên là rất là xanh. Nó rất là xanh luôn. Combo này đó mình sẽ có cái kỹ năng Spark này, nó sẽ kích hoạt 3 lần. Kích hoạt được 3 lần cái đòn đánh tiếp theo khi mà bạn kích hoạt kill nó sẽ là một cái đòn đánh gọi là Sicali Hit, gọi là chí mạng đó. Rồi nó còn kèm theo được cái lượng sát thương từ cái Razorlo nữa, cho nên là combo này rất là hay. Giúp bạn đi rừng nhanh, sát thương khủng, nếu bạn nhào vô giao tranh luôn á thì rất là ok. Mình phải lên được cái chiêu 2 nữa thì nó mới ngon. Đây rồi, cái chiêu 2 mình sẽ chọn là Wheatrack này, nó sẽ tấn công được rất nhiều hit nè. Nó giống như vậy nè, nó nhảy vào là thấy chưa, là có mạng liền. Mình đi tới đâu là phải có mạng tới đó. Và đặc biệt nếu mà bạn đã đi rừng rồi á thì bạn phải quan tâm cái đường dưới của bạn một chút. Con Redno đầu tiên á là phải ăn tiền nha bạn. Đó, thấy chưa, bây giờ mình chỉ cần đập cái wheel chạc vô nè. Đó, đau chưa? Bạn thấy đau chưa? Thôi, chạy vậy. Mình có cái wheel chạc mình hồi máu lại là mình chơi được nha. Đó, mình chơi được nha. Thôi toàn rồi.
chơi quy chặn cái nữa không ta? Nhảy về đây cái cho chắc ăn mọi ơi. Hai thằng đánh không có lại, mình sợ là nó chia đam ra nó không chết. Chứ nếu mà mình chết nó cái đó mà vào chết luôn được thì quá khỏe rồi. Sợ là không chết thôi. Ăn red no nè, ăn red no nè, bốn thằng đâu rồi? Kêu gọi đồng đội tới rồi hãy vào nha bạn. Bạn vào bạn chết sớm rất là uổng. À, bạn vào mình chết sớm uống, tụi nó có hai con ở đây thôi. Bây giờ mình chỉ cần dụ cho nó tránh ra để team mình gọi là gây thêm sát thương. Đó nè, quyên trạc cái là lấy tiền, thấy chưa, khỏe chưa, rất khỏe luôn nha bạn. À, rất khỏe luôn nha, chứ không phải là dạng thường nhưng mà không toan rồi. À, cái này hơi căng này chứ. Ôi không giết được con red no rồi, mình tới trước mà bị mất con red no hơi su nha. Thôi toan rồi. Ủa giết được quá trời mạng luôn á, mà lại không cướp được con red no, hơi tức. Đáng lẽ ăn con red no đó là mình rất xanh rồi, mặc dù bây giờ là mình rất xanh rồi. À, mặc dù bây giờ là mình rất xanh luôn rồi, chứ không phải là xanh thường nha các bạn. À, xanh lè xanh lét luôn rồi đó. Level chắc là level 10 rồi. Bây giờ cả trận này kiếm thằng level 10 cũng khó nữa. Đó bây giờ mình vô làm vòng rừng. Con blue này cực kỳ quan trọng nha, tại vì nó sẽ tăng thêm sát thương trên đòn đánh. À, ha, con lưu này nó tăng thêm sát thương theo đánh cho nên là rất là phù hợp cho mấy cái bạn mà theo kiểu là thuần sát thương như mình. À, đi mấy con thuần sát thương nếu mà ăn được con lưu thì rất là ok. Ra đường bèo nhèo phải làm được hai mạng. Gì nha, một mạng. Đâu nữa. Bây giờ anh tiêu luôn, cái con này cũng chịu chơi. À, cũng chịu chơi đấy, hồi máu cái nhẹ nè. Hồi máu cái nhẹ nè, đó, hồi máu nè. Rồi nè, quay nè. Lấy tiền cho bạn thấy không? Mình nói rồi, không đùa đâu nè, bụp nè, kịch nè. Gào, chạy đâu? Rồi, chạy đâu? À da, khoan, con Gengar này nguy hiểm. Nhưng mà Gengar thì có con kia lo rồi, nhưng mà mình đi rồi. Với con Talon Lem thì không có chạy được bạn ơi, tại tốc độ của nó Speeder nó đỉnh lắm luôn. Nhưng mà mày chết nè, trời ơi. Nào, bỏ được ba mấy banh này, hủy được cái trụ luôn, quá ngon. Đấy, mình xuống mình làm hết cho team luôn rồi đó. Team chỉ còn cái việc là gọi là phá hủy trụ thôi đó, mà không làm được nữa thì thôi luôn. Ôi nè, này thì này thì Chazira nè, như cứt luôn, yếu xìu luôn. Ăn con quái này cái đã, con nó chết rồi, chạy đâu được nữa. Ôi, ăn hiếp tao hả? Hồi nãy nó ăn hiếp mình bạn, ăn hiếp mình thì giờ mình hiếp lại. Đỉnh chưa? Khỏe chứ bạn, combo trang bị này với lại cái kỹ năng này rất là ok nha bạn. Nếu bạn đánh thuần con này thì bạn sẽ có một cái con rừng rất là ok đó. Đó, thấy chưa? Có Red No. Red No là Red No 2, mặc dù mình mất luôn con nãy thì nhưng mà không sao. Ôi con này nó anh tiêu nó bị dư ra đó. Nó cứ vô gặp mình là nó bật anh tiêu lên nè. Con này nó khùng rồi. Nè khùng nè, chơi không? Bây giờ toàn. Mày hả? Mình phải làm như vậy thôi bạn ơi. Mình còn 3 phút để hồi, chắc là mình sẽ hồi kịp thôi. Mình phải làm như vậy thôi. Mẹ 50 banh không bỏ được bạn ơi. Chịu thôi. 50 banh này bây giờ mình không làm cách nào được hết á. Khó lâu lắm bạn, lâu lắm. Cho nên là mình không có bỏ được. Bị cái tường của nó giặt chết mà mình lúc nãy mình còn hết máu nữa chứ, khó chịu thiệt. Mày làm gì đấy? Làm gì đấy? Đam cao thì thôi khỏi phải bàn. À, con này thì là hai đam một tăng trang bị đó bạn, cứ lấy hai đam một tăng khá là ok. Rồi chim, chim hổn. Được, đây để tao. Chim đâu nhờ? Ôi chim chạy tuốt luốt luôn rồi. Thôi. Nếu mà mình lại mình bỏ banh được thì cũng tốt nha. Ây da. Ghê. Đây. Từ từ để cho nó hết đốt cái đã. Rồi. Từ từ nha. Đâu rồi? Mấy sao con chim nó lại bỏ vô tới nhà mình được vậy nè. Sao tim của mình có vẻ như hơi nát nha. Tim của mình có vẻ như hơi nát. Mình là mình xanh mà. Ôi giờ thôi thấy mẹ rồi. Tóc biến qua đây hồi máu cái 400 máu nha. Vô đây một mình chấp hai được luôn là bình thường các bạn. Nhà mình cầm 50 banh nha.
Tụi này mà nó lên nó ăn con giáp đốt là mình bỏ thẳng banh vô nhà nó luôn. À, được 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 được, 85% mình chưa có anh tiêu. Mình chưa có anh tiêu, hơi hơi căng, hơi căng. Nếu mà mình có cái Unity Mu rồi thì mình sẽ dễ hơn. Nữa, ghét cái con này dễ sợ luôn á. Này muốn gì? Muốn gì? Họ muốn gì? Nè. Muốn gì? Muốn gì? Mà đâu à, đâu à, nè nè. Thôi thôi thôi, tụi nó không ăn được đâu, mình xuống mình bỏ banh thôi. Tụi nó không ăn được con giáp đốt rồi, bây giờ mình xuống mình bỏ banh để kéo tụi nó về. Tại mình bỏ đây là mình bỏ 100 điểm nha bạn. À, mình bỏ đây là mình bỏ tới 100 điểm luôn nha. Đó, không đùa đâu nè, 100 điểm có nè. Bể trụ nha, chút nữa là mình có thể đẩy vô nhà chính luôn. Mình không có cần phải đi đi trụ 2 nữa. Đó, giáp đốt chết rồi. Sao muốn gì? Ây da. Chơi luôn, hồi máu luôn. Mày. Ôi, biến ảo chưa bạn? Ôi, biến ảo chưa? À, biến ảo chưa? Đâu có dễ chết nè. Này thì nè, ăn luôn con giáp đốt cho team, cầm 50 banh nữa luôn. Quá tuyệt vời luôn. Mình là mình đi thẳng vào trụ giữa, là mình đi thẳng vào trụ giữa chứ mình không có đi đâu quá nè, đi thẳng vào trụ nè. Nằm 100 điểm nữa. Lời. Ây da. 1.100 đam chí mạng. Ô hồi team này có phải bấy nhầy luôn. MVP là mình chứ đâu. Rồi. Có 14 mạng. Có 14 mạng rồi bạn. Ok. Hey,